quýt. Như vậy là sau khi nhìn quân thì cả hai bên đều hô hiệu quýt. Bên kia cũng hô bên mình quýt. Bên kia họ cũng hô quýt, bên mình cũng hô quýt, rất tuyệt vời. Cảm giác như kiểu cả hai đều cực kỳ cửa trên so với đối phương. Đây là Egypt trong tay của game thủ Bùi Phương Nam, và đây là màn hình máy của game thủ Thành Lắc cầm Babylon. Trong khi đó thì phía người bạn chỉ là Glick của Cho Son mà thôi. Vẫn chúng ta cửa trên là khá nhiều. Chào anh Bùi Mạnh Việt nhá. Tất cả anh em đang có mặt ở trên page của mình, và anh em hy vọng rằng mọi người hãy cho em một xe để cho nhiều người biết đến cái kèo đấu này hơn. Mặc dù cũng là kèo cây nhà lá vườn thôi, gọi là tí cỏ tí hoa lá cho anh em, mà nếu như mà anh em lại ủng hộ rất là tuyệt vời. Cảm ơn anh Bùi Mạnh Việt đã chia sẻ nhá. Cảm ơn Bùi Mạnh Việt đã chia sẻ với tất cả anh em đang chia sẻ cho em để có thể có nhiều người biết đến cái trận này. Mặc dù là tất nhiên là hiện tại cũng đang có một kèo super hot, nhưng mà anh em có thể chia sẻ để cho mọi người có thể biết đến kèo đấu này thì cũng rất tốt. Trận đấu này có lẽ chúng ta cùng đến với mảnh máy của Thành Lắc để xem Thành Lắc giống như nào. Thực ra trận này không cần phải đánh cung đâu, anh em đánh một ông 3P thôi. Hai bên đều là cung tuyển cả, thật sự là đều là phù tuyển cả. Thì đánh mỗi ông 2-3P gì đấy, chuyển cung vừa sau. Và bạn có đánh cung A vào áo thẳng thì cũng chẳng có vấn đề gì, vẫn cứ rất là easy. Chào Đỗ Văn Tiệp, chào Bùi Mạnh Việt, chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người. Đây là con voi dành cho game thủ Thành Lắc, con voi thứ hai. Bên kia giống như là bên rẻ không anh thắng một xe rồi. À, thắng xe đầu rồi đúng không? Thôi kèo đấy sang nhanh nhỉ, thấy bọn đánh 7 xe. Kèo đỉnh cao xem nào, tin lắm xem cỏ giải trí hơn. Đúng là kèo cỏ à, quên, kèo đây là kèo đúng là kèo cỏ thật, nhưng mà nó cũng đau tim mà, em xem cũng đau tim. Những tình huống câu voi rất đau tim này. Một chiếc bé đẹp. Thì thoảng các cậu những cái tên nên nhầm quýt nhầm nữa. À vâng, như vậy là ăn tranh với game thủ Inqua. Hai bóng nhà. Cái bóng nhà mình đây, đây là bóng của mình. Check in. Calamat nào không? Chắc chắn đây là bóng của mình rồi. 25 đồng dân dành cho game thủ Thành Lắc. Ăn nhanh nào. Tên ăn khi ăn tới từ hai game thủ Thành Lắc và game thủ phía bên kia, đó là game thủ ít cua cầm Cho Son. Một bài tôi nghĩ là nên đánh chém, và nên là cả hai cùng đánh chém. Chắc cũng nhận là cả hai cùng đánh chém trong trận đấu này. Đây màn máy tới từ game thủ Bùi Phương Nam. 25 đồng dân. Quan trọng nhất đó là bãi vàng. Chào Lê Minh Hiệp nhá. Chào tất cả mọi người đang có mặt ở trên page của mình. Tầm 20 người xem thôi, nhưng mà tôi nghĩ là ổn rồi, không cần nhiều hơn. Thành Lắc ra chia sẻ, Nam chia sẻ đi. Cứ mãi xem kèo thôi, không chia sẻ. Almas, 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 Alm
Vâng, quay trở lại với trận đấu này mà máy tay từ game thủ Bùi Phương Nam một bài cho máy zip và cũng đang di chuyển con ngựa giò của mình. Trong khi đó thì máy tới từ game thủ Thành Lắc, hai con ngựa giò đang đập nhau, con giò của game thủ ít gùa là con giò không công giáp gì, có giò của game thủ Bùi Phương Nam đang sân đây rồi nha, công giáp không, công giáp luôn, xúc hai giò công giáp à. Rất cục tới từ hai cậu, cho đội bạn hiểu hai cậu đánh như nào. Như nào? Không được. Tí nữa thì bắt được con cửa giò của game của Inkua. Rồi, đã đủ gỗ để có thể đóng nhà phù khi lên đời. Chắc chắn là sẽ không được về ngay. À, bánh xe luôn. Thôi lạc đà làm gì? Một P luôn dành cho cậu Lắc. Một P và một phù. Bên kia mình cũng chơi một P một phù. Chắc chầy là phải như vậy. Bánh xe có luôn để có thể sóc sọc đơn khi đội bạn, nếu như đội bạn cũng chơi bài công phu. Còn đây màn hình máy của game thủ Bùi Phương Nam, thịt rất nhiều dành cho Bùi Phương Nam. Một L, một hai con thôi. Bánh xe sớm đi, xong rồi đánh sọc đơn kết hợp với phù thủy là đội bạn thịt hay, nhưng mà làm gì có cửa trong trận đấu này. Đánh như vậy là chuẩn rồi. Ôi ai à, cậu Nam lên bánh xe xong, cậu Nam nâng cả chặt gỗ. Chắc cô quá nhỉ. Đánh như này thì tôi nói thật với các bạn là không biết là ngờ đích của cho son là cái gì ra mà đỡ. Ừ, cũng có P đèn hết lạc đài cho hiểu. Đi phù kết hợp với sọc đơn và sau đó thì sẽ một nhà A dành cho game thủ Bùi Phương Nam. Quá khó đỡ dành cho cặp đôi của các bạn. Cái gì Ezic mong tuyển hơn so với đích của cho son, từ phù thủy tầm xa hơn, từ có mã tuyển, nói chung là các kiểu con đa điều. Cái này có lẽ rằng là cậu như vậy là ăn được một con ngựa chém tới từ game thủ mùa một, và bây giờ thế là nút bãi vàng của game thủ Kim Winner. Và đây là A có bánh xe. Chuẩn bài rồi, bây giờ thì sẽ nâng cấp cái đầu máu lên. Rất hợp lý. Máy máy của cậu Lắc theo hình bảo vệ. À, cậu Lắc thăm 20 được rồi, P ra. Rồi, không sao. Cậu Nam khỏe là được rồi. 35 trên 14 là thăm lại tới từ cậu Nam. Vẫn cứ là 1 P đều. Thậm chí là 2 P đều đi. Chắc thì là 2 P. Làm trên 44 hôn mã ra rồi. Có lẽ thì mắc công nghệ cho hôn mã. Và như vậy là game thủ Kim Winner quyết tuần rất đơn giản, nhẹ nhàng. Tỷ số đơn định là 2-0 dành cho UDB ở trong trận đấu đầu tiên. Và các bạn hãy cùng người lát, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu chung kết dành cho thành viên của bên phía team Skyred.